cho em hỏi chị, bác làm ở chỗ này lâu chưa? Tôi làm 8 tháng rồi. Bác đã làm đây thế như nào? Một chút mắt đất anh em vận kết, rồi vệ sinh thì sạch sẽ. Tiếp đến là coi như dân ở tỉnh ở đây thì rất là an ninh rất tốt. Từ ngày nào mới cái sự đoàn kết trên hết anh ạ. Vệ sinh an toàn thực phẩm là quan trọng. Vâng. Mong các khách đến nhà hàng thì chúng tôi là những người trực tiếp làm đây. Vâng, cảm ơn Quang nhé. À, chào bạn. À, bạn tên là gì? Dạ, cháu tên là Đạt. Bạn cho mình hỏi là bạn làm ở cái nhà hàng này được lâu chưa? Dạ, cháu làm đây cũng được 1 năm rồi, hơi 1 năm. Thế ở đây với cái cung cách phục vụ khách hàng ở đây như nào? Dạ, đáp ứng. Cách phục vụ ở đây các bạn nhân viên rất là nhiệt tình, phục vụ tốt với khách, chú đáo. Còn tiêu chí cửa hàng đặt ra thì trước tiên hết phải là đồ ăn ngon, không gian đẹp, rồi phục vụ chú đáo nhiệt tình thì khách hàng có thể quay lại lần sau và tin tưởng nhà hàng. Đây là 3 tiêu chí. Dạ, điều mong muốn nhất của nhà hàng là phục vụ tất cả các thực khách chú đáo, nhiệt tình và hy vọng thực khách đến đây ăn sẽ quay lại lần sau. Cảm ơn. Địa chỉ nhà hàng là giờ phút hậu 111 Nguyễn Trãi, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang.